Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Thiền Trần TC. Hôm nay chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2020. Em có trang trên máy tôn. Hôm nay em sẽ review cho các bác coi cái bộ điện năng lượng mặt trời hệ độc lập xài 400W pin mono nhé. Đây. Bữa trước em có dùng 2 tấm pin thì thấy nó dùng nó chưa được hiệu quả, em mới nâng cấp thêm 2 tấm nữa. Thì nâng cấp thêm được khoảng tuần nay rồi. Thì các xem chi tiết là nó với 400W pin này thì một ngày mình sẽ sản xuất được bao nhiêu điện và dùng những cái gì trong mục đích gì. Và các bác xem chi tiết nha. 4 tấm pin mono, mỗi tấm là 100W này. Này. Mono 100W. Đó. Đây thì trong 3 tấm này thì em mắc nối tiếp với nhau. À nối mắc song song với nhau để đi một sợi, còn cái này riêng tấm này em đi riêng một cặp xuống. Để cho mình để thử hiệu suất của một tấm nó như thế nào và ba tấm như thế nào. Đó, em đang để riêng như vậy. Đây thì cái cách đấu nối của nó này đơn giản thôi. Đây các bác mua một cái rắc đây, 1-4 này. Đó, thì đáng nhẽ là 4 tấm này em sẽ cho chung vào một cái dây này đi xuống. Nhưng mà tạm thời em đang đấu 3 cái tấm này. 3 tấm này đi chung, để còn cái cặp này là cặp qua bên tấm kia. Qua bên tấm bên kia thì em chưa có đấu đâu. Đó, em đang đấu có 3 tấm này thôi. Chung một sợi này đi xuống. Còn đây một tấm này là tấm riêng. Đây, một tấm này là đấu riêng. Đấu riêng đi một cặp đi xuống. Không có dính dáng, để em muốn dùng một tấm này lúc test một hiệu suất của một tấm ra bao nhiêu thì mình sẽ biết được cái công suất của nó. Đó. Các bác để nghiêng như này đi thì cho nó nước. Đây, chịu khóa các bác lâu lâu chịu khóa lên lau chùi thì đây em ráp được khá lâu rồi này, bụi này. Các bụi nhé, các tấm này, các bụi này. Đây, các bác chịu khóa lên vệ sinh này tấm pin này tí thì hiệu suất nó sẽ tốt hơn. Đó này. Nó bụi như này thì nó sẽ rất là mất hiệu suất, giảm hiệu suất đi. Các bác lên cầm nước lên lau. Vâng, bây giờ các bác xuống bên dưới em bác xem thông số nó nhé. Bây giờ đang khoảng 8 giờ sáng này. Thì xuống xem lúc 8 giờ sáng mặt trời đang như này. Đó. Trời, hôm nay thấy nắng khá đẹp ạ. Đó. Trời chung quanh này. Đấy, hy vọng hôm nay không mưa, em sẽ cho các bác xem trọn bộ một ngày nắng đẹp thì nó sẽ được bao nhiêu quá. Mình dưới. Rồi bây giờ xuống dưới để quay chi tiết nữa nha. Em đang ở dưới. Đây. Bây giờ đang là 8 giờ 10 phút này. Đó, ngày 30 tháng 8 năm 2020 này. Đây, nhiệt độ trên này là đang là 33 độ này. Đó, thì em đấu từ năng lượng mặt trời xuống này, có hai sợi này, hai sợi này là đi 300W pin này. Đi xuống cái CB này. Đây là hai CB này của 300W pin, đây là một CB của một tấm pin. Có test hiệu suất nó này. Hiện tại bây giờ 8 giờ thì nó sẽ được 3,9A, đó gọi là 4A. Đây, đây ví dụ em tắt 3 tấm đi. Đó, thì một tấm nó đang là 50.38. Đó, nó được 4W này. Đó, bật lên này. Đó, thì như là cứ hiện tại bây giờ đang là mỗi tấm được có 1A thôi. Là nắng nó chưa lên cao lắm. Đó, thì bây giờ đang được 48W này. Đó, sẽ sạc với cục sạc PKM này. Đó, thì cục sạc này nó chỉ có chức năng là chuyển đổi dòng điện, thì nó cái dòng của tấm pin ra bao nhiêu A thì sạc nó sạc vào bấy nha. Đó, bây giờ đang sạc vào trong pin lithium này là 4,4 đấy, lên 5A này. Đó, nắng lên vào đó, nắng đang lên đó. 6A đó. Đây. 6A này, 7A này. Đó, nắng bắt đầu lên. Đó, thì cái mặt trời cái lúc nó có khuất mây, khuất nắng đó này. Đó. Giờ em sẽ tắt đi 3 tấm đi. Đó là còn một tấm này, một tấm bây giờ đang là 2,51A. 6 rồi, 32W này. Bật lên này. Lên đến 12A đó. Đó, hiệu suất của 3 tấm là 12. Đó, thì nó cứ theo lúc là nắng đỉnh, một lát nữa đến trưa. Nắng đỉnh em sẽ quay chi tiết là cái hiệu suất đỉnh của nó. Đỉnh của nó sẽ là một tấm của nó là 5 hơn 5A thì 4 tấm nó lên là 21A đó. Đỉnh lúc giờ trưa. Đó, thì sẽ sạc qua con sạc này. Xuống cái bình này. Để cái pin này, Lipo 4. Đó, em có một cái nhiệt độ này, có pin này. Giờ đang 32 độ này. Đây nhiệt độ của sạc này. Nhiệt độ của sạc 39. Bình thường á thì con sạc này nó khoảng 300W pin thì nó không nóng lắm, nhưng mà 400W pin khi mà sạc cái dòng 20 độ thì 20A thì cái con sạc nó rất là nóng nha. Thì em cho cái quạt hơi nước này vào.
đây là cái quạt nước này, quạt này quạt hơi nước mini ấy. Này cho nước đây để thổi cho làm mát cái sạc này. Nên các bác có điều kiện thì mua cái sạc xịn thì nó đỡ hơn, còn cái sạc này thì giá nó rẻ nhưng mà chuyển đổi hiệu suất chuyển đổi rất tốt nha. Đây cái CB chống sét này, đây các bác đấu ở nhà cao thì nên sử dụng qua cái CB chống sét này. Đây thì cái điện nếu mà đấu CB chống sét này thì đấu từ nguồn năng lượng mặt trời này, đấu vào 2 cộng này, cái dây này đi xuống tiếp đất này. Đấy, để chống sét. Đây em chưa đấu, em mới để sẵn đây thôi, đang xài trải nghiệm. Đó, từ cái bình này, em qua cái cục kích này, inverter này, đây là cục xin chuẩn 1000W, 12V. Đó, thì nó sẽ ra cái dòng điện ra đây, em có cái đồng hồ đây, sáng em đã reset. Thì từ sáng bây giờ, đây giờ em đang xài là 105W điện rồi. Đấy, cái đồ em đang dùng là 114W, là em cấp điện cho cái wifi trong gia đình này, cấp wifi, cấp điện cho quạt, đó, về camera, hệ thống. Như là những cái này dùng độc lập hết, không có đụng đến điện lưới này. Thì sao như này. Đây bình con cái đo. Giờ cái dòng điện đang là 12V2. Thì đến buổi sáng là mình dùng một đêm thì coi như buổi sáng nó gần hết. Đó. Cái pin LiPo 4 này thì hiện suất đầy của nó rơi vào cỡ 14V6. Đó, nhưng mà bây giờ đang mình vừa dùng vừa nạp vừa dùng. Đó, mặt trời nó cứ lúc nắng lúc lên. Như này. Từ lúc sáng sáng giờ được 8A rồi nhé, 8A rồi, tức là nạp được 8A. Đó, bây giờ 8:04 rồi, em sẽ dừng video đây và để đến 12 giờ trưa em sẽ cho xem lúc nắng đỉnh nó sẽ được bao nhiêu watt nha. Rồi em có tách ra 3 CB này để cho nó dễ hiểu là một tấm pin sẽ đạt hiệu suất được bao nhiêu. Rồi các bác xem tiếp clip sau nha. Bây giờ lúc 12:37 này, hồi nãy có cơn đi ăn, nó cũng có cái mấy giọt mưa nhưng mà giờ này nó lại nắng đỉnh lên rồi. Đó, bây giờ hiệu suất của 4 tấm pin này đang là 20.9A này. Đó, công suất của 3 là 301W này. Đây, cái sạc này đang sắp đầy đây này. 54 độ này, đó, dòng là 20A này. Đó, cái dòng này, đây pin này đang thấy nóng lên này. 39 độ này, pin nóng này này. Pin nó sắp đầy nha, đang là ngưỡng 13V8 này. Đó, thì giờ từ sáng đến giờ nó sạc thì đó, nó sạc được hơn 70A nha. Thì thằng này cái đồng hồ này chỉ đo được đến 70A là nó sẽ xóa đi. Và bây giờ từ nãy giờ nó xóa đi là còn được 2A. Thì trung bình 4 tấm pin này nếu ngày nắng tốt ấy, thì nó sẽ sinh ra được khoảng tầm 140W, 140A, tức là có thể sạc cho cái bình một hơn gần tức là cái bình 100A thì các bác sạc cho cái bình 120A, 130A là ngày sạc đầy no luôn ạ. Thì đây em đang cái bình 100A này thì đương nhiên một ngày em vừa sạc vừa xài thì cứ trung bình là một ngày em xài ở cái đồng hồ này. Em dùng các thứ trong đồn điện trong nhà là hết 1200W, tức là một số 2 điện này, là coi như là một ngày cứ tiêu thụ một ngày là dùng hết một số 2 điện như này. Đó, hiện tại bây giờ thì không dùng cái gì, chỉ có mỗi cái quạt chỉ có 32W này, quạt này, đây quạt là quạt wifi các thứ. Đây là cái cục của đồng hồ này, đây, cái đồng hồ này đo nhiệt độ này. Trên gác bây giờ đang rất nóng nhé, 41 độ C này. Đó, độ của pin thì đang là 38 độ này. Đó, nhiệt độ của sạc là 54 độ này. Đó, phải có cái quạt này, hơi nước này, làm mát nữa chứ không thì cục sạc rất là nóng này. Đó, bây giờ em sẽ tắt thử 3 tấm pin này. Đó, đây hiệu suất của một tấm pin nó sẽ là 5A, đây 5,4A, khoảng 75W á, đỉnh hết là nó được 75W. Đó, chứ không mà được 100W như nhà xuất, không biết là hay là do cái pin này em đẻo hay là cái hiệu suất chuyển đổi cục sạc này kéo thì không biết, nhưng mà chỉ biết là được đến tầm 75W là hết đỉnh. Đấy, nên là khi bật 3 tấm pin lên, bật 4 tấm luôn lên, nó lên 20A luôn. Thế thì khi cái dòng này nó nhiều quá thì thường thường nó sạc sẽ làm nóng sạc với lại bình nó vào nhiều, thì em sẽ câu cái dây ra như này, em đấu trực tiếp vào cái quạt như này. Đây có cái quạt này dùng trực tiếp rồi đấy.
đó là ban ngày em cho dùng chạy hàng ngày luôn, tức coi như là ban ngày là quạt cứ chạy suốt luôn. Khi mà quạt nó chạy thì cái này nó giảm xuống này. Đó. Nó giảm dòng rồi, thì quạt nó ăn hết 1A, nó giảm dòng nó bớt, với lại cái bóng đèn đây. Đó, bóng đèn đó là em cho bật sáng suốt cả ngày, coi như ban ngày là quạt cái đèn nó cứ sáng suốt luôn. Nên là sẽ mình để giảm cái dòng A đi, để em sẽ nâng cấp cái bình này lên, bữa nào băng nâng cấp thêm pin lên để cho khoảng thêm một cái pin khoảng 100A nữa, thì đảm bảo những ngày mình không dùng nhiều thì cỡ 200 pin A này thì dùng cho nó thoải mái. Đó. Cái cục inverter này lúc nào bác cũng phải cho một cái quạt thổi vào cho này, nó thổi vào cái luôn nó mát thì nó sẽ không làm quay cái quạt này, đỡ rối. Đó. Cái trung bình là chạy như vậy là rất ok. Đó. Sáng về nhà em dùng hết 414W. Đó. Thì cứ trung bình một ngày là cứ em kiểm tra đồng hồ này cứ khoảng 1,2 ký điện là cả đêm luôn đấy, là cái bình này sẽ hết, bình này hết và khoảng đến ký 2 điện thì đến sáng thì lại có năng lượng sạc rồi rồi, nên là mình cứ dùng suốt. Thế thì trung bình cái bộ này bây giờ cũng cho các bác biết luôn là bộ này nó rơi vào cỡ khoảng trên 10 triệu là chi phí của cái bộ này, thì một ngày nó sản xuất là khoảng 1,2 ký điện. Đó, thì trung bình một tháng mình cũng tiết kiệm được khoảng tầm hơn 30 số. Thì đây là bộ mini nhỏ thôi. Thế là không khuyến cáo cho các bác dùng ở khu vực thành phố. Cái này thì khuyến cáo những vùng nông thôn nhỏ, khu vực không có điện thì sự chơi cái hệ độc lập này thôi, thì nó như này. Còn nếu mà các bác ở thành phố thì nên sử dụng cái hệ hòa lưới, thì từ 3 ký đến 5 ký thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn tại vì em đây em thích đam mê em chơi thì em dùng cái hệ lưu trữ như này thôi, chứ còn hệ lưu trữ này thì nó rất là tốn kém, tại vì chi phí mua cái bình không đã hết 4-5 triệu rồi đó, 400W pin hết 4 triệu nữa, cục kích này khoảng 2 triệu, cục sạc này thì có cục sạc này lúc trước mua được có 200 mấy, bây giờ thì còn có 100 mấy à. Đó, thì dây đỡ cái thứ thì chi phí nó khoảng hơn chục triệu là được một bộ, tức là một bộ như này là hết khoảng tầm 10, chính xác là khoảng 11 triệu. Nó nhìn cái bộ này của em 11 triệu thì một ngày nó sản xuất là được 1,2 ký điện. Thì nếu mà nói thu vốn thì nói chung là lâu lắm mới thu được lại vốn, nhưng mà mình sử dụng cho trong lĩnh vực những vùng sâu vùng xa không có điện lưới thì mình áp dụng cái bộ này đó, thì ban ngày thì có thể sạc, có thể xài quạt như này đó, ban đêm thì thắp sáng quạt và có thể nấu nồi cơm đó, cái cục này thì bữa cắm là buổi trưa, cắm là một cơm bữa trưa, cắm là bữa chiều. Đấy, buổi tối thì bật quạt bật đèn, thì những vùng sâu vùng xa mà như thế là nhu cầu là quá ổn định rồi, còn xem tivi nữa thì em ok không sao cả. Thì một ngày làm sao tiêu chuẩn sử dụng trong vòng 1,2 ký điện là với bộ này là đáp ứng đủ. Đó, và video em cũng xin được kết thúc ở đây. Rồi, em sẽ có những cái bài đánh giá tiếp về những cái hệ năng lượng mặt trời, các bác nào có ý kiến đóng góp thì có thể bình luận dưới video, em sẽ cố gắng để em thực hiện những cái bài test hoặc những cái bài kiểm tra nó hợp lý nhất. Đây. Rồi, kênh nhìn Trần Phi Thê chuyên review về những sản phẩm áp dụng trong đồ trong gia đình. Cảm ơn các bác đã quay video của em. Nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.